Hello, Vlog và Đường Pít xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình trò chuyện về bóng đá Việt Nam tối ngày hôm nay. Nói đúng hơn là bây giờ đã là rạng sáng của ngày 18 tháng 4 năm 2024. Rất vui khi đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta đã vượt qua được khó khăn để đánh bại U23 Kuwait với tỷ số chung cuộc 3-1. Hai bàn thắng của Bùi Vĩ Hào cộng với bàn mở tỷ số của Văn Tùng có thể nói là đã mang lại niềm vui cho hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Sau khi mà chúng ta đã trải qua một năm với rất là nhiều những cái nỗi buồn liên quan đến bóng đá Việt Nam. Tất nhiên là trong chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vào tối ngày hôm nay, rạng sáng ngày 18 tháng 4, thì xin được chia sẻ cùng với quý khán giả là vẫn còn lọng động lại một chút những cái cảm giác khá là hồi hộp và lo lắng. Nhất là sau khi mà Ngọc Thắng, hậu vệ của đội tuyển U23 Việt Nam, đã mắc một cái sai lầm trong việc kèm người và có một cái tình huống phạm lỗi mà phải nói là vô cùng là khó hiểu, khiến cho đội tuyển U23 Việt Nam vừa bị thẻ đỏ và đồng thời là phải chịu một quả penalty. Tình huống mà Ibrahim Kamil bị Ngọc Thắng phạm lỗi thì trọng tài đã chỉ tay ngay vào chấm 11m và đồng thời là rút tấm thẻ vàng cho Ngọc Thắng. Tuy nhiên là sau đó thì VAR đã tiếp tục can thiệp và đã yêu cầu trọng tài ra để kiểm tra. Và cuối cùng thì trọng tài Anne-Marie đã quyết định là xóa thẻ vàng và cho Ngọc Thắng một tấm thẻ đỏ. Có thể nói là ở thời điểm đó, rất đông người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã vô cùng là tức giận. Trên trang mạng xã hội thì không cần phải bàn nữa, xuất hiện hàng ngàn những cái ý kiến chỉ trích dành cho cầu thủ đang khoác áo của câu lạc bộ Hồng Đỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, cả nhà ơi, dù sao thì chúng ta cũng đã được tận hưởng cái niềm vui chiến thắng rồi. Hãy giơ cao, đánh khẽ, bởi vì dù sao thì đó cũng là một cái sai lầm của tuổi trẻ. Trước khi mà diễn ra cái trận đấu này thì Vlog Ngoài Đường Pit cũng đã có hàng loạt các cái chương trình nhắc về cái việc là va góp mặt ở cái vòng chung kết của giải U23 châu Á năm nay, thì thực sự mà nói nó sẽ khiến cho rất nhiều các cầu thủ trẻ chịu áp lực. Và thực tế mà nói thì cho đến thời điểm hiện tại tổng cộng là đã có 8 trận đấu thì cũng đã có 7 chiếc thẻ đỏ, 7 chiếc thẻ đỏ rồi cả nhà. Tổng cộng đã có 7 chiếc thẻ đỏ sau 8 trận đấu. Đó là một con số vô cùng là khủng khiếp. Nó khiến cho chúng ta phải đặt ra câu hỏi là từ giờ cho đến khi khép lại cái vòng chung kết của giải U23 châu Á này thì liệu là sẽ còn bao nhiêu tấm thẻ đỏ nữa. Và với trường hợp của Ngọc Thắng, có thể nói đây sẽ là một cái bài học nữa dành cho các cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam. Một tình huống tranh chấp không đáng có, một tình huống kéo người rất thô kệch, một tình huống dẫn đến chiếc thẻ đỏ mà đã khiến cho hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam chúng ta ở nhà phải rất hồi hộp. Bởi vì chúng ta không biết là ở hiệp 2 thì liệu là với cái sự cố liên quan đến Ngọc Thắng thì chúng ta còn tinh thần để mà thi đấu ở cái hiệp 2 hay không. Nhưng rất may là với Bùi Vĩ Hào được tung vào sân ngay ở đầu hiệp 2 thì chúng ta đã có được hai bàn thắng của tiền đạo có thể nói là rất là có duyên ghi bàn vào lưới những đội bóng Tây Á này. Bùi Vĩ Hào đã có cái bàn thắng quyết định để giúp cho U23 Việt Nam nâng tỷ số trận đấu lên 2-1 chỉ sau khi anh vào sân có khoảng 5 phút, 6 phút mà thôi. Và tiếp đến là cái bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 trong cái thời điểm mà các cầu thủ U23 Kuwait họ cũng đã xuống sức và họ không thể tạo ra được các cái tình huống sóng gió như là trong hiệp 1 trước khung thành của thủ môn Quang Văn Chuẩn nữa. Phải nói là ngày hôm nay thì với người hâm mộ bóng đá Việt Nam chúng ta đi qua hàng loạt các cái cảm xúc. Đầu tiên là cái sự nóng ruột khi mà U23 Việt Nam nhập cuộc với một cái thái độ chậm rãi và thăm dò đối thủ. Nhưng có những cái thời điểm U23 Kuwait đã đẩy đội hình lên cao và ép sân U23 Việt Nam chúng ta, còn chúng ta thì chơi cái lối chơi phòng ngự phản công. Rồi chúng ta đã bùng nổ cái niềm vui khi mà Văn Trường, người thay thế cho Đình Bắc bị chấn thương
đã có một cái đường truyền như đặt để Văn Tùng phá bẫy Việt Vị và thoát xuống mở tỷ số trận đấu. Thế nhưng mà trước đó cũng là một cái tình huống mà khiến cho rất nhiều người phải cảm thấy khá là ngạc nhiên, tiếc nuối, và thậm chí là có nhiều người đã bật cười khi mà Khuất Văn Khang và Văn Tùng đã có một tình huống mà lao vào nhau, thực hiện một cú dứt điểm, nhưng bóng thì không bay vào trong khung thành mà cả hai thì lăn đùng ra sân. Nó hàng loạt những cái cảm xúc trái ngược, và đến khi Ngọc Thắng phải nhận thẻ đỏ, chúng ta chịu một cái bàn thua từ chấm penalty, thì lúc đó cái tâm trạng của người hâm mộ bóng đá Việt Nam chúng ta không còn vui nổi, chúng ta lo lắng, chúng ta chỉ trích em Ngọc Thắng. Và ở hiệp 2 thì thậm chí là chúng ta đã hồi hộp, nhưng rất may Bùi Vĩ Hào vẫn là cái tên mà đã từng ghi cái bàn thắng quyết định giúp cho U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á vào lưới của đội tuyển U23 Yemen ở sân Phú Thọ, sân Việt Trì của tỉnh Phú Thọ đó. Thì bây giờ cũng chính Vĩ Hào đã có cú đúp bàn thắng để mang lại cái niềm vui trọn vẹn, cái niềm vui chiến thắng cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Như vậy là sau lượt trận đầu tiên ở bảng D với chiến thắng 3-1 trước U23 Kuwait, đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta đứng đầu bảng xếp hạng. Còn đội tuyển U23 Uzbekistan, áo quân của giải đấu, lúc này đây họ tạm thời đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng sau khi đánh bại U23 Malaysia với tỷ số là 2-0. Một kết quả có thể nói là hài lòng và chấp nhận được, hãy chia vui với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Và tất nhiên là chúng ta sẽ mong rằng là những cái tình huống mà của các cầu thủ trẻ ngày hôm nay họ thể hiện mà khiến cho người hâm mộ thót tim á, thì sẽ không lặp lại khi mà chúng ta đối đầu với U23 Malaysia. Nếu chúng ta đánh bại U23 Malaysia thì trận đấu với U23 Uzbekistan vào ngày 23 tháng 4 chỉ còn mang tính chất là phân định cái ngôi đầu bảng hoặc nhì bảng mà thôi. Rõ ràng là đó sẽ là một cái niềm vui lớn cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam chúng ta nếu như chúng ta đánh bại Malaysia để cùng với Uzbekistan ghi tên vào vòng tứ kết của giải U23 châu Á năm nay. Vlog ngoài đường pit rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả dành cho chương trình của mình. Nếu yêu thích thì có thể cho Dũng xin một like, share và subscribe cho kênh được không ạ? Xin cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Hai hình ảnh này thì một bên tay phải màn hình của quý khán giả thì chúng ta sẽ mong là nó tiếp tục được tái hiện ở trận đấu với Malaysia. Còn hình ảnh ở bên trái thì sẽ là một cái bài học rất là lớn, không chỉ cho cá nhân của Ngọc Thắng mà là cho toàn đội U23 Việt Nam để hướng tới cái lối chơi tập trung hơn, cẩn thận hơn và hạn chế tối đa những cái tình huống phạm lỗi nguy hiểm, những cái tình huống chơi tiểu xảo có thể dẫn đến những cái thẻ phạt rất đáng tiếc khiến cho chúng ta bị thiệt quân. Vlog mà đừng quên, rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả dành cho chương trình của mình. Và nếu yêu thích thì cả nhà có thể cho Dũng xin một like, share và subscribe cho kênh được không ạ? Xin cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần tương tác luôn. Xin mời cả nhà. Cả nhà chờ Dũng một xíu. Dũng hỏi về tình hình của Đình Bắc trong group. Mình đang nhắn vào trong cái group báo chí dành cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam để hỏi về trường hợp chấn thương của Đình Bắc. Bởi vì Đình Bắc vào sân có 12 phút và sau đó đã phải rời sân khá là sớm. Và cũng may cho U23 Việt Nam là thời điểm Văn Trường vào sân thì bạn ấy đã thi đấu rất là ấn tượng và đóng vai trò là linh hồn trong lối chơi của đội tuyển U23 Việt Nam. Có thể nói là Đình Bắc và Văn Trường là hai sự thay người cực kỳ hợp lý của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ở trận đấu ngày hôm nay. Xin được chia sẻ cùng với quý khán giả. Còn về trường hợp chấn thương của Đình Bắc thì hơi đáng lo một xíu. Ok rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái phần tương tác đi ạ. Trong lúc mà chờ đợi xem là bên Liên đoàn bóng đá Việt Nam họ có cập nhật được về cái chấn thương của Đình Bắc ở thời điểm hiện tại hay không ạ. Xin chào bạn Cao Đăng Quỳnh, xin chào bạn Cupi TV, bạn VALT FF, bạn Minh Sang TF vui quá, Huỳnh Quốc Thái, hai anh, bạn Football Gaming,
football game trận này mấy pha thụ là sao? Thiếu câu. Bạn Trần Việt, chấn thương của Đình Bắc sao rồi anh? Mình nghĩ rằng là nặng chứ cũng không nhẹ, cho nên là mới đá có một chút đã xin thay người, mà bản thân Đình Bắc cũng xin chủ động thay người. Nhìn gương mặt của bạn ấy nữa thì rõ ràng là có những cái sự lo lắng, hơi lo. Hy vọng là mọi thứ sẽ không giống như là cái nhận định của mình. Chứ thường mà mới vô, nếu mà đau nhẹ thì chắc chắn là sẽ xịt thuốc rồi thi đấu tiếp. Đằng này là xin thay người ngay lập tức. Thì mình nghĩ rằng là bản thân của Đình Bắc cảm nhận là có vấn đề gì đó, hơi lo một xíu. Xin chào bạn Cupi TV. Xin chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Sau lượt trận đầu tiên, chúng ta đã có được vị trí đầu bảng. Đó là điều cực kỳ quan trọng. Nó sẽ là một cái lợi thế rất là lớn cho U23 Việt Nam của chúng ta trong cái cuộc đua ngôi đầu. Nên nhớ là ở bảng C, xin mời quý khán giả cùng nhìn lên lịch thi đấu. Thì ở bảng C của vòng chung kết U23 châu Á thì có sự góp mặt của U23 Ả Rập Xê Út đang là đương kim vô địch, U23 Tajikistan. Ngày hôm qua thì Ả Rập Xê Út đã thắng Tajikistan với tỷ số là 4-2. Rồi hai đội bóng còn lại đó là U23 Iraq và U23 Thái Lan. Thì ngày hôm qua Thái Lan cũng giành chiến thắng với tỷ số là 2-0 trước Iraq. Như vậy thì ở bảng đấu đó thì Ả Rập Xê Út đang đứng đầu bảng với cái hiệu số đang là 4-2, tức là họ dương 2 bằng với Thái Lan nhưng họ ghi nhiều bàn thắng hơn. Bên đó có khi là đua ngôi đầu bảng rất căng thẳng. Và nếu như lúc này đây chúng ta đang tạm thời đứng ở vị trí đầu bảng D sẽ rất quan trọng, bởi vì bảng C và bảng D đối đầu với nhau. Thì trong trường hợp mà chúng ta tiếp tục thắng đậm Malaysia trong khi là Uzbekistan họ không thắng đậm Kuwait thì đó sẽ là một cái tín hiệu cực kỳ tốt để chúng ta hướng tới cái mục tiêu là trận cuối cố gắng hòa với Uzbekistan. Bởi vì nếu như vậy chúng ta giữ được cái ngôi đầu bảng thì khả năng cao chúng ta sẽ tránh được Ả Rập Xê Út, đương kim vô địch của giải, và đồng thời chúng ta đẩy hai đội bóng mà vào chung kết cách đây 2 năm đá cái trận ở tứ kết. Vậy là rất là thú vị, đúng không? Vậy nó sẽ rất là thú vị. Xin được chia sẻ cùng với quý khán giả. Ở trên màn hình là lịch thi đấu của các trận đấu vào ngày mai luôn ạ, cả nhà có thể tham khảo. Xin chào bạn Vinh DTV vui vui. Bạn Phúc Nguyễn, bạn Huỳnh Quốc Thái, thủ môn đội bạn chơi như là nhậu xỉn. Cái cách đổ người của bạn thủ môn này ở cái tình huống thứ ba rất là chậm. Cái đầu còn cái tình huống mà xử lý cái trái banh mà thua thứ hai ấy, thì là anh chàng này tự tin một kiểu hơi thái quá. Anh chàng này tự tin một cách hơi thái quá cả nhà. Cho nên là mới là đẩy cái trái bóng làm sao đó mà đụng ngay vào cái gót, và dĩ nhiên là đụng ngay vào cái mũi chân, và trái bóng nó đã mất cái kiểm soát, nó văng ra ngoài ngay chân của anh Vĩ Hào nữa. Đúng là bén thiệt, Vĩ Hào có mặt rất là đúng lúc. Thực sự là ngày hôm nay thì phải nói anh Hoàng Anh Tuấn, có lẽ là anh ấy rất là lo khi mà Ngọc Thắng dính cái thẻ đỏ, nhưng mà có lẽ anh ấy cũng rất là vui bởi vì những cái sự thay người của anh ấy trong ngày hôm nay, đặc biệt là với trường hợp của Văn Trường và trường hợp của Vĩ Hào là cực kỳ là chuẩn, cực kỳ là chính xác, hiệu quả. Xin được chúc mừng anh Hoàng Anh Tuấn cùng với tập thể đội U23 Việt Nam. Nhưng chúng tôi cũng mong là đừng có đau tim giống như là cuối hiệp 1 nữa. Thực sự là cái thời điểm đó khi mà VAR thông báo về việc là check khả năng có thẻ đỏ đó là mình đứng hình luôn. Vì lúc đó chúng ta đang có cái lợi thế hơn người. Thực sự nha, chúng ta đang dẫn trước, chúng ta có lợi thế hơn người. Và nếu mà duy trì được cái bàn thắng dẫn trước đó và cái lợi thế hơn người thì mình tin rằng là ở hiệp 2, thậm chí là U23 Việt Nam còn thắng đậm hơn. Bởi vì các cầu thủ Kuwait thì cả nhà cũng thấy là cái lối chơi của họ khá là đơn giản. Và thứ hai nữa là cái nền tảng thể lực của họ cũng bị xuống sức khá là nhiều ở hiệp 2. Mặc dù lúc đó là họ cân bằng về quân số với U23 Việt Nam của chúng ta rồi. Xin chào bạn Thành Đặng, xem Việt Nam đá buồn cười quá. Đúng rồi, hôm nay có những cái tình huống là khiến chúng ta phải bật cười luôn. Cái tình huống mà Văn Khang và Văn Tùng không hiểu, có phải là không thấy nhau đâu. Cái tình huống đó là chắc chắn là khi dắt bóng qua thì Tùng cũng phải liếc, và cũng phải liếc qua thấy Khang rồi. Còn Khang là chạy thẳng vào hướng Văn Tùng cơ mà. Tức là theo cái phán đoán á,
Có thông tin rồi nha cả nhà. Xin lỗi, mình nói nốt cái câu đi rồi mình cập nhật thông tin. Theo cái phán đoán á, thì là lúc đó đó Đình Bắc là Văn Khang nghĩ là Văn Tùng đang chạy lố nên là sẽ nhường lại trái bóng đó để Khang có thể là dứt điểm. Cuối cùng là hai anh chàng tông luôn vào nhau vậy đó, và bị đau nữa chứ. Đúng là cũng bó tay với một tình huống khá là hài hước. Anh Trần Di Đạt, cộng tác viên của Ngoài Đường Pit, đang có mặt tại Qatar thì cập nhật thông tin. Em nó không sao em ạ, trận sau đá được em. Vâng, anh Đạt là một gương mặt rất là quen thuộc trong các cái chuyến đi cổ vũ cho bóng đá Việt Nam từ cấp độ đội tuyển quốc gia U23, U17, U20, anh Đạt đều đi. Nói chung là có thời gian là anh ấy luôn lên đường đồng hành với đội tuyển, và anh ấy vừa gặp thành phần các thành viên trong ban huấn luyện cũng như là đội tuyển U23 Việt Nam xong, và anh ấy đã hỏi về trường hợp của Đình Bắc rồi. Như vậy là trong khi là group của bên Liên đoàn bóng đá Việt Nam còn chưa cập nhật được thông tin, thì là bên mình đã có thông tin là Đình Bắc chấn thương không nặng và bạn ấy có thể quay trở lại để thi đấu ngay ở trận đấu tới được rồi. Có lẽ là anh Đạt đã hỏi được từ phía thành viên ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam xong rồi. Xin chào bạn Quỳnh Anh, sao thắng mà hồi hộp, ngộp thở dễ sợ anh ơi. Chúng ta cũng lo lắng chứ, hết hiệp một là mình đảm bảo là phải cơ số anh em là lên mạng chửi. Thực sự là mình cũng ngỡ ngàng với cái tình huống của Ngọc Thắng mà. Nhưng mà hiệp 2 sau khi mà Vĩ Hào ghi bàn á, thì mình quan sát 10 phút tiếp theo thì mình thấy là QS họ cũng không dồn bóng lên được nữa. Thì mình nghĩ rằng là cái chiến thắng nó đã gần như là thuộc về Việt Nam rồi. Bởi vì cái cách đá, nhìn cái cách đá thì mình thấy là cái sự phản kháng của QS nó cứ xìu xìu á, tức là họ không đủ cái thể lực để đua. Và đặc biệt là ở tuyến giữa thì họ thường xuyên là có những cái tình huống truyền sai địa chỉ và mất bóng. Xin chào bạn Nguyễn Tường Vân, bạn Nguyễn Văn Lực Vlog, bạn Hậu Nguyễn, bạn Huỳnh Thị Trang, con chào chú, đội U23 đá như tấu hài. Xin cảm ơn Huỳnh Thị Trang. Quý khán giả đang theo dõi livestream của Vlog Ngoài Đường Pit vào tối ngày hôm nay, đừng quên cho Dũng Sinh một like, share và subscribe cho kênh nếu như là chưa đăng ký theo dõi ạ. Đây là chương trình diễn ra khá là muộn, bây giờ đã là 0 giờ 52 phút rạng sáng ngày 18 tháng 4 rồi. Và lúc này đây thì đang có hơn 6.000 khán giả. Có lẽ là mọi người vẫn chưa thể ngủ được liền đâu, nên là thôi cứ nghe Dũng trò chuyện, và ai đặt ra câu hỏi nào thì cứ đặt thoải mái ạ. Em chào chị Phạm Hoàng Nga, chúc sức khỏe chị ạ. Hiệp 1 rung quá, hiệp 2 thì quá hay. Dạ đúng rồi, đây là tâm trạng chung. Bạn Football Game, trận này thì thủ môn Coet hài quá anh Dũng ơi. Bạn ấy đổ người rất là chậm như Dũng cũng đã chia sẻ. Với quý khán giả vừa vào kênh thì Dũng cũng xin phép được cập nhật là Đình Bắc không có bị nặng nha cả nhà. Như vậy cũng là một cái thông tin vui dành cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam chúng ta rồi. Thôi thì đỡ lo, trước đó thì đúng là quá lo luôn. Xin chào bạn Nguyễn Miến, chúc mừng các cầu thủ U23 Việt Nam. Bạn Triệu Văn Thanh, nhìn Ngọc Thắng quá non. Nhìn mặt non rồi, nhìn cái lúc mà phải nhận cái thẻ đỏ đó, mặt ngơ ngác ra, vừa tức mà mọi người chắc là cũng vừa thấy tội ghê, đúng không ạ? Vừa tức mà vừa cảm thấy tội, vì trời ơi, sao mà lại mắc một cái tình huống mà nó sơ đẳng như vậy, khiến cho nhiều người cảm thấy nổi điên á, nhiều người bực tức lắm, lên mạng chửi quá trời luôn. Mình hiểu được cái tâm trạng của khán giả thôi mà. Xin chào bạn Bí Mật Forex, một chiến thắng nhưng vẫn còn nhiều điểm gợn anh ơi. Còn nhiều lắm. Chúng ta cũng thấy là đầu tiên phải nói là sau một cái khoảng thời gian kết nối với nhau, ráp nối, lối chơi của U23 Việt Nam thực sự là vẫn chưa mực mà. Thứ hai nữa là những cái tình huống mà dứt điểm, tạt bóng và dứt điểm, chúng ta có cơ hội nhưng phung phí khá là nhiều. Điều này là không nên chút nào. Và thứ ba nữa là như mình đã chia sẻ rồi, VA luôn theo sát từng cầu thủ trên sân, cho nên là mọi hành động, hành vi tiểu xảo trong bóng đá là cần phải hạn chế nó tối đa thôi. Chứ còn nếu mà tiếp tục thể hiện thì sẽ còn dính thẻ đỏ,
dính penalty dài dài. Cái này không phải là chỉ nhắc riêng các cầu thủ U23 Việt Nam mình, mà cái này nếu mà khán giả xem thì thấy là cả cái giải đấu này mới có 8 trận đấu lãnh 7 cái thẻ đỏ thôi. Thì cả nhà hiểu được là 8 trận đấu là 8 cái thẻ đỏ rồi nha cả nhà, kỷ lục rồi đó. Chắc là kỷ lục luôn rồi đó. Thì đó, để cho chúng ta hiểu được rằng là mọi đội bóng bây giờ ban huấn luyện chắc là phải lạy các cầu thủ rồi đó, phải nhắc nhở các em, tại vì trẻ mà đá rất là hiếu thắng và đôi lúc là không kiểm soát được cái đầu óc, dẫn đến là xử lý những cái tình huống rất là ngớ ngẩn vậy. Nhưng mà điểm sáng ngày hôm nay đó là chúng ta nhìn cái sự cố gắng của các em. Đầu tiên là hơi tiếc cho Đình Bắc vì hôm nay bị đau sớm và được rút ra sớm, nhưng mà mới cập nhật kết quả thì là không nặng, có thể đá được trận tới rồi. Cái chúng ta thấy được là trong cái lối chơi và cái đội hình của các cầu thủ U23 Việt Nam thì có nhiều em đã để lại được cái ấn tượng. Người đầu tiên mà từ đầu trận khiến cho chúng ta cảm thấy rất là ấn tượng và thú vị đó là Võ Nguyên Hoàng, thi đấu một cách cực kỳ là xông xáo, đá lùi sâu so với Văn Tùng, nhưng mà bạn ấy thường xuyên là lùi về nhận bóng, phân phối bóng, phối hợp với các đồng đội. Điều đó nó cho thấy là cái nỗ lực rất là lớn của cá nhân Võ Nguyên Hoàng. Thứ hai là với Văn Tùng. Văn Tùng thì thường bị người hâm mộ hay chê là Luca Tùng, giống như nhái lại tên của Lukaku á. Thì bạn ấy phung phí cơ hội đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay thì bạn ấy đâu có phung phí cơ hội, chớp thời cơ rất nhanh và có một pha ghi bàn rất là nét. Cái điều đó là rất là đáng mừng khi mà chúng ta còn những cái trận đấu khó khăn ở phía trước. Quang Văn Chuẩn ngày hôm nay những cái sai số, những cái tình huống lóng ngóng mà chúng ta hay thấy trước đây, cách đây 1-2 năm chúng ta hay mang những cái tình huống đó ra để chê Quang Văn Chuẩn và diễu cợt, thì ngày hôm nay bạn ấy bắt rất là ok đúng không ạ, rất là chắc chắn. Mình đã nói rồi, Quang Văn Chuẩn dạo gần đây được Hà Nội FC trao cơ hội để bắt rất là nhiều, cho nên là dĩ nhiên là thủ môn nào cũng vậy thôi, được bắt nhiều là sẽ càng tự tin, thì ở đây sẽ là một cái tín hiệu rất là tốt cho đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta. Rồi còn với các gương mặt khác thì chúng ta cũng thấy rồi, có những cầu thủ chơi tốt như là Lương Di Cương, bạn ấy hỗ trợ hệ thống phòng ngự một cách rất là chắc chắn, chỉ huy rất là tốt. Còn lại trường hợp của Ngọc Thắng thì đúng là một cái bài học lớn cho bạn Thắng thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì khi mà anh Hoàng Anh Tuấn anh thay người vào thì mình để ý thấy Mạnh Hưng thi đấu khá là ấn tượng. Cầu thủ của câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước thi đấu tốt đó. Rồi Minh Khoa quán xuyến tiếng giữa cũng ok. Tất nhiên là có những cái tình huống mà Khoa cũng rất là tiếc nuối khi mà không được công nhận cái bàn thắng. Nhưng mà thôi thì hy vọng là trận tới bạn ấy sẽ có cho bản thân một bàn thắng. Vĩ Hào thì không phải nói rồi, một sự thay người hoàn toàn là hợp lý của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Đưa người vào và lập tức là có hai bàn thắng, cú đúp để giúp cho U23 Việt Nam có ngôi đầu bảng D. Quá tuyệt vời ngày hôm nay. Xin chào bạn Ngô Gia Kiệt, hay hơn Táo Quân, con cười muốn chết. Lúc này đây thì chúng ta mới nói là cười, chứ cái lúc mà 1-1 á là chúng ta không có cười nổi đâu, nói thiệt là lúc đó không có cười nổi luôn á, lúc đó là muốn nổi điên rồi đó. Em chào chị Phương Thảo, chiến thắng rồi thức đêm cũng xứng đáng. Em cảm ơn chị Phương Thảo ạ, và nước mật ong của chị gửi cho em đây ạ. Xin chào bạn Nguyễn Anh Trình, bạn Minh Thắng, chưa nóng máy đã dính chấn thương rồi, chán. Ổn rồi, nói chung là ổn rồi bạn ạ, cũng không đến mức là quá tệ. Xin chào bạn Lê Hằng, hello em, vui quá Dũng ơi. Dạ vui chứ, chúng ta buồn nhiều rồi, chẳng lẽ chúng ta không được vui, đúng không ạ? 3 ngày nữa thắng Malaysia là coi như vui từ giờ đến hết tháng. Kiểu gì cũng hết tháng, tại vì ít nhất là đá 23 xong rồi, 26 đá tiếp đúng không? 26 đá tứ kết, để Dũng coi lại cái lịch cho chắc đi. Tức là kiểu gì thì kiểu chúng ta phải vui cái đã, phải có được một cái niềm vui sau một cái khoảng thời gian khá là buồn, đúng không ạ? Đây, để mình vô mình coi lại cái lịch nha, cả nhà chờ Dũng xíu. Đâu coi tứ kết coi. À, chưa có cái lịch tứ kết, mình phải coi lại cái điều lệ của giải mới được. Hôm bữa mình có download cái điều lệ về.
để đâu mất rồi. Đây. Để mình xem. Đây. Lịch của vòng tứ kết. Nhất A nhì B là đá vào ngày 25 tháng 4. Nhất B nhì A đá vào ngày 26 tháng 4. Nhất C nhì D đá vào ngày 27 tháng 4. Và nhất D nhì C đá vào ngày 28 tháng 4. Đó là vòng tứ kết. Ôi, như vậy mà Việt Nam mình mà vô tứ kết là kiểu gì cũng phải tới 27, 28 là ít nhất. Rồi vô bán kết đi, ha. Vô bán kết đi. Biết đâu chúng ta gặp Thái Lan ở tứ kết thì sao? Đúng không? Chúng ta đứng đầu bảng và chúng ta gặp Thái Lan ở tứ kết thì sao? Wow, lúc đó là cơ hội lớn để vào bán kết đó. Lại là một đại chiến nữa. Rất là hấp dẫn, rất là đáng để chúng ta chờ đợi, đúng không ạ? Xin chào bạn Bùi Hữu An. Đá xem buồn ngủ, sao bây giờ các cầu thủ trẻ thích thể hiện quá nhỉ? Cũng có một số những cái tình huống thay vì truyền bóng thì các bạn ấy lừa nhiều quá. Nhưng mà bóng đá nó là như thế, sẽ có các cái sự điều chỉnh của các huấn luyện viên. Các em cũng ít được đá nên là cái thời gian để tôi luyện thì nó sẽ cần thêm thời gian để các em được trao cơ hội ở V-League nhiều nữa, thì lúc đó cái tinh thần đồng đội sẽ cao hơn. Xin chào bạn mèo con hết hóc xương. Truyền sai nhiều quá, mình thấy tâm lý một số cầu thủ không tốt, nếu không cải thiện gặp Malaysia khó thắng được. Mình lại nghĩ khác. Sai số về truyền bóng là bình thường, các cầu thủ chưa ăn rơ được với nhau thì cái chuyện mà sai số truyền sai địa chỉ là rất bình thường, mình thấy không vấn đề gì. Cái chuyện này bắt buộc là nó cần thời gian, các cầu thủ sẽ phải đá với nhau, có thể là hết vòng bảng tự nhiên là ăn rơ hẳn liền. Nhưng mà mình xem trận đấu giữa Uzbekistan với Malaysia rồi, thực sự thì mình thấy U23 Malaysia họ dự một cái giải đấu này với một cái thái độ có vẻ là khá là khiên cưỡng. Đá như kiểu là không có một cái khao khát gì đó. Các cầu thủ kiểu đá cho xong giải hay sao. Mình thấy được cái vấn đề này ở đội U23 Malaysia. Và đó sẽ là một cái cơ sở để chúng ta tin là chúng ta sẽ có thêm một cái trận đấu hay và một trận đấu thắng đậm Malaysia, giống như là cách mà chúng ta làm được ở hiệp 2 với Kuwait. Xin chào bạn Nguyễn Quốc Bảo. Tập 1 đá chán mà tập 2 thì rất hay. Ô, cái câu này giống hệt như cái câu trong group, các group của Dũng nè. Cả nhà có thể nhìn sơ qua chiếc điện thoại của Dũng nè. Các cái group bôi đen hết, mọi người tương tác tưng bừng hết từ tối đến giờ. Hàng loạt các cái group về bóng đá dành cho các đoàn du lịch mà đã từng đi với mình đó. Trời ơi, các cô chú không ngủ, các anh chị, các bạn không ngủ. Mọi người vô và bàn tán rất là sôi nổi. Trong đó có cái câu là hiệp 1 thì sao mà coi đá chán quá, mà hiệp 2 thì sao đá hay quá. Đúng là giống như là một bộ phim gì đó, có nhiều cung bậc cảm xúc. Trong đó thì hiệp 1 giống như là một bộ phim hài pha lẫn đôi chút bi kịch vậy đó. Nhưng mà hiệp 2 thì đúng là một bộ phim tươi mới, tươi tắn. Xin chào bạn Lương Hữu Thiệp. Vào là like cho em rồi nha. Chúc mừng đội tuyển đã có kết quả tốt. Dạ, cái khởi đầu như vậy là đúng như mong đợi của chúng ta. Chiến thắng 3 điểm rất là quan trọng. Xin chào bạn Lê Quỳnh. Bạn Lưu Gia Lợi. Huấn luyện viên Việt giỏi hơn ông huấn luyện viên nước ngoài vừa mới nghỉ. Xin chào bạn Vũ Trần. Bộ đôi của Bình Dương xuất sắc nhất, Minh Khoa và Bùi Vĩ Hào, đúng không ạ? Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Vũ Trần. Ngày hôm nay thì cả hai bạn ấy để lại được rất là nhiều ấn tượng cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam chúng ta. Rất là đáng đồng tiền bát gạo ngày hôm nay đó. Đã như vậy thì xứng đáng được nhận được lời khen của người hâm mộ. Tất nhiên là một phần còn lại các cầu thủ khác thì có người chơi tốt nhưng cũng có những người chơi không tốt và khiến cho người hâm mộ thất vọng. Chỉ có trường hợp của Đình Bắc là khiến cho chúng ta lại hơi bị ngỡ ngàng quá thôi. Có gì mà mới vô một xíu thôi bạn ấy đã phải rời sân vì chấn thương rồi. Cũng may mà theo như cái thông tin mới nhất, anh Trần Duy Đạt
một người Anh sống ở Hải Phòng, một cổ động viên rất là quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đặc biệt là trước cách đây chưa lâu anh ấy cái đợt Asian Cup anh ấy có một cái hình anh ấy đi cổ vũ cho đội tuyển Thái Lan luôn á. Tại vì anh Đạt cũng chơi rất là thân với các anh bên hội cổ động viên của đội tuyển Thái Lan nữa. Nên là ngày hôm đó đội tuyển mình không đi đá, anh đi cổ vũ cho Thái Lan luôn và anh ấy lên sóng luôn. Đó, rất là đáng nhớ. Thì anh Đạt mới hỏi phía đội tuyển Việt Nam và chia sẻ thông tin về trường hợp của Đình Bắc cho mình. Xin chào bạn Giang Nhật Minh, con chào chú Đặng Văn Năm ạ. À, trời ơi, hôm nay chú Năm thức khuya quá ta, không đi ngủ sớm ta. Xin chào bạn Cuộc Sống Đà Lạt, xem hài kịch nhưng vẫn có quà. Xin chào bạn Thành Dũng, chào Dũng Việt Nam đã hay. Và lúc này thì nói chung là có cái lỗi lầm gì thì nói thẳng là người hâm mộ sẽ tha thứ hết đó mà. Nói chung là cứ 3 điểm đi về cái đã, đúng không ạ? 3 điểm về chúng ta cái đã, mọi thứ tính sau. Chúng ta cũng đang trải qua một cái giai đoạn mà cái sức ép dành cho các cầu thủ trẻ là cũng có nè. Thứ hai là cái tâm lý ngột ngạt khi mà chúng ta thua hoài ở mấy cái giải đấu vừa rồi, đâm ra rất là chán. Nghe đến bóng đá Việt Nam là muốn tắt tivi, muốn đóng laptop rồi. Nhưng mà bây giờ thì ngày mai lại trở thành một cái chủ đề bàn tán trong các cái quán cà phê, ở bên lề đường, ở các cái công sở chẳng hạn. Mặc dù ngày mai là ngày giỗ tổ Hùng Vương. Nói xin lỗi, không phải ngày mai nữa, bây giờ là chúng ta đang ở ngày mai rồi. Bây giờ là 1:05 sáng ngày 18 rồi. Thì đó, thì cũng là một ngày lễ lớn nè. Thì đi đâu có khi là chúng ta cũng nhắc rất là nhiều về trận đấu của U23 Việt Nam thôi. Xin chào bạn Ninh Nguyễn, hiệp 2 coi hay quá Dũng ơi. Dạ Kim May, em chào anh Dũng, chúc mừng U23 Việt Nam. Nhìn Khuất Văn Khang chơi cứ sợ bạn ấy bị thẻ không. Nhiệt quá, nhiệt quá, nhưng mà cái tình huống mà vô bóng với Văn Tùng thì đúng là một tình huống mà hy hữu. Có lẽ là hai bạn này về mổ băng lại cũng không biết giải thích như thế nào về cái tình huống đó. Lúc nãy mình còn trong đầu mình còn chợt lóe lên một cái ý nghĩ là có khi nào mà Khang với lại Tùng nó tưởng là nó một đứa đang khoác áo Hà Nội FC, một đứa đang khoác áo Thể Công Viettel, nó tưởng là đang đá một trận đấu ở V-League nên là hai đứa nó vô banh nhau không trời. Không, nói giỡn vậy thôi, suy nghĩ giỡn vui vui vậy thôi nha cả nhà, chứ không có ý gì đâu. Xin chào bạn Tuấn Hưng. Anh Dũng ơi, cho em hỏi là có ai dẫn dắt tuyển Việt Nam chưa ạ? À? Em cảm ơn nhiều. Chưa, có lẽ là khoảng đầu tháng 5 hoặc là giữa tháng 5 thì chúng ta sẽ có thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam về việc chọn huấn luyện viên trưởng. Con chào chú Biên Trần, bạn Ngọc Nguyên, hiệp 2 đã bùng nổ. Bạn Lưu Tấn, Thái Sơn rất chững chạc. Đúng rồi, Thái Sơn rất là chững chạc. Và như mình đã nói rồi, trong thời gian gần đây thì như chia sẻ của anh Trần Tấn Phát, một người có mối quan hệ rất là lớn với phía các câu lạc bộ ở bên Nhật Bản, thì anh Phát có nói với, có chia sẻ một cái thông tin khá là thú vị. Đó là một số những cái nhà tuyển trạch, tức là nói thẳng là những cái tay môi giới ở bên Nhật, thì họ đang rất quan tâm đến một cầu thủ của Việt Nam mà theo họ thì đủ tiềm năng để chơi bóng ở Nhật, mà lại không phải là Hoàng Đức hay ai cả, mà chính là Thái Sơn này. Rất là bất ngờ. Cái thông tin này anh Phát anh mới chia sẻ cách đây có mấy ngày thôi, và khiến cho mình cảm thấy rất là ngạc nhiên. Nhưng mà anh Phát do là anh ấy có mối quan hệ rất là lớn với phía bên Nhật Bản, nhiều câu lạc bộ luôn, cho nên là cái chuyện mà anh ấy chia sẻ cái thông tin này mình nghĩ là chính xác. Anh Phát đó là bên Dầu Nhờn Ineos, đồng thời anh ấy là đối tác, là cổ đông cùng với Công Phượng mở cái Whey Protein, cái loại mà dinh dưỡng, thực phẩm dinh dưỡng mà dành cho các vận động viên. Hầu như bây giờ các cầu thủ của bóng đá Việt Nam mình đều sử dụng các cái dòng Whey Protein của bên Công Phượng. Xin chào chị Thúy Phạm ạ. Chào Dũng, chúc mừng U23 Việt Nam. Dạ em xin cảm ơn ạ. Bạn Nguyễn Bảo Nam, chào anh. Phải nói là giữa giờ nghỉ anh Hoàng Anh Tuấn khích lệ tinh thần cực tốt. Em đã nghỉ sau khi bị ban và thẻ đỏ, Việt Nam tinh thần sẽ xuống và thua, nhưng hiệp 2 khác hẳn. Anh đồng quan điểm với em, lúc hết hiệp 1 anh rất là lo. Anh hồi hộp lắm, anh lo và anh cảm thấy rất là bực, bởi vì thắng bị một cái thẻ đỏ mà nó không hề đáng chút nào. Rất là bực luôn. Nhưng mà thực sự là khi mà chúng ta nhập cuộc hiệp 2, một phần có cái sự góp công của may mắn nữa. Khi mà Bùi Vĩ Hào tận dụng được cái sai lầm của thủ môn bên phía Kuwait để mà ghi cái bàn thắng 2-1.
Nhưng mà đúng là cái lối chơi ở hiệp 2 của U23 Việt Nam thanh thoát hơn hẳn, hiệu quả hơn hẳn. Đúng là bóng đá nó cũng không nói chứ là điều gì, đúng không? Mình đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi, trong bóng đá những cái gọi là xoay chuyển cục diện trận đấu nó có thể diễn ra rất là nhanh, đặc biệt là ở các cái giải đấu trẻ. Cầu thủ trẻ, một là lên tinh thần nó lên kinh lắm, mà xuống tinh thần nó xuống cũng rất là nhanh, đúng không ạ? Cái thời điểm mà Kuwait thua cái bàn 1-2, mình thấy khi mà ống kính quay góc rộng á, thì mình thấy là có 2-3 cầu thủ mà ở tính trên của Kuwait á, là họ cúi người xuống, họ chống tay vào cái đầu gối giống như kiểu là bất lực á, giống như kiểu là nản luôn á, kiểu giống như trời ơi, tao mới cố gắng gỡ 1-1 xong bây giờ tụi mày để thua cái tao nản á, kiểu giống như vậy. Mình đã mừng khi mình nhìn cái hình ảnh đó, mình thấy rất là mừng rồi. Ôi, mấy thằng kia, mấy thằng ở trên nó đang nản kìa, mình mới thấy mừng. Mình nghĩ là có khi là chút nữa là Việt Nam ghi bàn thêm, mà đúng y chang như vậy. Xin chào bạn TPADA. Đá thế này Malaysia sẽ có 6 điểm và nhì bảng đi tiếp, nhất là Uzbekistan. Ồ, Malaysia thì mình nghĩ là có thể sẽ gây ra một chút khó khăn cho U23 Việt Nam. Nhưng cái lứa này của Malaysia thì không ăn thua, nói chung là không ăn thua với Việt Nam mình. Xin chào bạn Sang Lê, bạn Lê Nhân Hoàng. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn điều chỉnh chiến thuật hợp lý. Chắc là nhiều người sẽ bất ngờ, đúng không ạ? Vừa đầu hiệp 2 vào cái là Văn Tùng rút ra, đúng không ạ? Văn Khang rút ra, và Vĩ Hào, Minh Quang và Mạnh Hưng vào sân. Vâng, tức là một loạt các cầu thủ ra và một loạt các cầu thủ mới vô, khiến cho nhiều người ngạc nhiên. Chơi lỡ Khang ra rồi ai kiến tạo, ai tấn công? Nhưng không, ra thì lối chơi của U23 Việt Nam vẫn khá là chân chu mượt mà, thậm chí là còn mướt hơn là hiệp 1. Xin chào bạn Eden. Ông Tuấn đọc tình huống khá tốt. Dạ, cảm ơn chia sẻ của bạn Eden ạ. Xin chào bạn Trần Tùng. Thôi có niềm vui chiến thắng vậy cũng tốt rồi, từ từ sẽ trở lại mạnh mẽ như trước. Dạ đúng rồi, hy vọng là như vậy. Xin chào anh Huy Quách ạ. Hai em dự đoán 2-1 mà mấy em ăn thêm một trái. Chúc mừng Việt Nam. Em cảm ơn anh Huy. Xin chào bạn Hà Đoàn. Chúc mừng U23 Việt Nam vui quá. Dạ. Bạn Hùng Hà. Chào Dũng, đã trải qua một năm nay mới được xem một trận đấu có niềm tin. Một cái chia sẻ quá dễ thương của bạn Hùng Hà. Dạ. Bạn Gieo Nhật Minh, cái tên Bùi Vĩ Hào sẽ được nhắc nhiều nhất từ giờ cho đến trận đấu tiếp theo. Chắc chắn là Bùi Vĩ Hào sẽ luôn nhận được sự quan tâm và chú ý. Ngoài ra thì Văn Trường nữa. Xin chào bạn Hoa Lily Tươi Đà Lạt. Thắng nhưng hiệp 1 đã còn rời rạc. À, đúng rồi, cái chuyện này thì chúng ta phải chấp nhận và chúng ta hiểu được mà. Chúng ta hiểu được cái chuyện các em khó mà ăn rơ được liền. Đến từ nhiều câu lạc bộ khác nhau, khoảng thời gian được chơi chung với nhau cũng ít. Nói chung là lâu lâu một vài tháng lên gặp nhau vài lần. Vậy thì chưa ăn thua được. Các em cần phải có thêm nhiều cái trận đấu nữa để có được cái sự kết dính. Xin chào bạn Viễn Phạm. Thật đúng là tuổi trẻ, hơn nữa chơi bóng ở trong nước quen rồi. Đúng rồi. Một phần là ở V-League thì làm gì có đủ va, và vẫn có những cái trận đấu với rất là nhiều những cái tình huống vào bóng bạo lực và tiểu xảo rất là nhiều. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta cũng thấy là môi trường bóng đá châu Á, chứ không phải là chỉ có Việt Nam chúng ta. Ngay cả với những cái đội bóng khác, những đội bóng ngay cả Nhật Bản, đúng không? Thẻ đỏ đó. Đó, để chúng ta thấy Jordan thì cũng thẻ đỏ chứ còn gì nữa, đúng không? Indo thì thôi khỏi phải nói rồi, đại ca rồi. Trận Việt Nam mình thì cũng quất được hai cái thẻ đỏ, đúng không ạ? Trận Thái Lan với Iraq thì cũng quất một cái thẻ đỏ rồi. Nói chung là cũng kha khá không. Nói chung là cũng chẳng có cầu thủ trẻ nào mà gọi là hoàn hảo hết, đúng không ạ? Đội bóng nào cũng vậy. Ở cấp độ trẻ thì hoàn toàn có thể mắc những cái sai lầm. Thôi thì dù sao thì cái điều mà vui nhất đó là 3 điểm. Cởi bỏ được cái áp lực cho thầy trò anh Hoàng Anh Tuấn là một.
mang lại cái niềm tin cho người hâm mộ bóng đá chúng ta là hai, đúng không ạ? Quý khán giả đang theo dõi livestream, nếu yêu thích thì có thể cho Dũng xin một like, share và subscribe cho kênh được không ạ? Xin cảm ơn quý khán giả rất nhiều ạ. Về bóng đá trong nước thì ngày mai sẽ có một trận giao hữu giữa câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu và Công an Hà Nội. Tuy nhiên là thôi ngày mai nghỉ lễ nên là mình cũng nghỉ lễ, mình không có đi Bà Rịa. Nhưng mà bù lại thì ngày thứ bảy và ngày chủ nhật này sẽ có hai trận đấu giao hữu tại thành phố Hồ Chí Minh thì mình và Bình Dương, thì mình sẽ cố gắng đi tác nghiệp để mang đến cho quý khán giả. Đó là cái trận giao hữu giữa câu lạc bộ LB Băng Hoàng Gia Lai và đội chủ nhà BKMX Bình Dương vào ngày thứ bảy lúc 16:30. Và vào ngày chủ nhật, tức là ngay ngày hôm sau, thì Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp tục có thêm một trận đấu giao hữu nữa, gặp câu lạc bộ Công an Hà Nội vào lúc 18:00 trên sân Thống Nhất. Như vậy là có hai trận đấu, ngày thứ bảy Gia Lai cũng đá và ngày chủ nhật Gia Lai cũng đá. Cho nên là có lẽ là anh Vũ Tiến Thành anh ấy sẽ chia quân ra, anh ấy sẽ cho một số cầu thủ đá trận này và một số nhóm còn lại thì đá cái trận sau. Và như vậy thì mình sẽ có mặt ở cả hai sân, sân Bình Dương và sân Thống Nhất để tác nghiệp. Trong cái thời điểm mà chờ U23 đá tiếp á, đúng không ạ? Rất là hay, rất là hấp dẫn. Hôm nay là ngày thứ năm đúng không ạ? Đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta sẽ đá tiếp vào ngày thứ bảy. Đó, ngày thứ bảy nè. Và lúc 8:00 tối mình sẽ đi tác nghiệp ở Bình Dương xong thì mình sẽ về và chúng ta sẽ cùng với nhau thưởng thức và cổ vũ cho U23 Việt Nam đối đầu với Malaysia. Trên màn hình là lịch thi đấu của các trận đấu vào ngày mai. Trước khi khép lại cái chương trình livestream vào tối nay thì mình xin phép được chia sẻ về lịch thi đấu các trận ngày mai ạ. Vào lúc 8:00 tối ngày mai, ngày thứ năm 18/4, U23 Indonesia sẽ đối đầu với U23 Australia. Và vào lúc 22:30 tối ngày mai, U23 Jordan sẽ đối đầu với U23 Qatar. Ở Đông Nam Á thì có 4 đại diện, trong đó Việt Nam, Malaysia nằm cùng bảng D, Thái Lan nằm ở bảng C và Indonesia nằm ở bảng A. Thì chỉ có Việt Nam và Thái Lan là giành được chiến thắng ở lượt trận đầu tiên, còn Indonesia thua Qatar 0-2 ở trận đầu tiên. Ngày mai họ phải quyết đấu với Australia nếu muốn nuôi hy vọng vào tứ kết. Còn Malaysia thì hôm nay thua Uzbekistan thì chúng ta chắc là cũng biết hết rồi. Thôi bây giờ thì không để cho cả nhà phải mệt mỏi nữa, hẹn gặp lại cả nhà trong các chương trình bình luận tiếp theo về bóng đá Việt Nam vào ngày mai. Với khán giả nào mà chưa đăng ký theo dõi kênh của Vlog Ngoài Đường Pitch thì có thể là tranh thủ đăng ký ạ. Mình sẽ cố gắng mang thật nhiều thông tin đa dạng về bóng đá Việt Nam đến cho cả nhà cùng thưởng thức. Mình luôn được mệnh danh là chân chạy số 1 của phóng viên Việt Nam, chạy khắp mọi nơi, đi everywhere, đi rất nhiều nơi. Hy vọng sẽ luôn mang được nhiều thông tin hình ảnh đến cho cả nhà. Chúc cả nhà một buổi tối ngon giấc. Xin được cảm ơn Lock Manto luôn đồng hành cùng Vlog Ngoài Đường Pitch trong các chương trình tác nghiệp về bóng đá Việt Nam. Chúc cả nhà ngủ ngon ạ. Xin chào tạm biệt. Mở nhãn chai ngay, tin hay mỗi tuần. Scan ngay mã QR dưới nhãn chai sữa Manto để có cơ hội quay vòng quay may mắn, dễ chơi dễ trúng.